Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với hội viên cựu chiến binh thị trấn Bát Sát và các xã Bản Qua, Quang Kim, Bản Vược. Trên tinh thần thẳng thắn, các hội viên nêu một số vấn đề như chế độ chính sách của nhà nước đối với thương bệnh binh nặng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, việc giải quyết chế độ cho người có công, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lào Cai đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đây là dịp để Hội Cựu chiến binh tỉnh lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của hội viên, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với cựu chiến binh, tiếp tục phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.